Thiết kế lên nhá. Hôm nay chúng ta sẽ bước sang chủ đề mới, đó là thiết kế ngôi nhà mà em mơ ước. Vậy thì ngôi nhà này chúng ta sẽ thiết kế và hoàn thiện nó trong 3 buổi, là buổi 8, buổi 9 và 10. Cô đây. Cái gì nhờ? Con đang học máy khác nên con phải xài hai máy nữa. Con đang thiết kế trên máy nào? Con đang ở máy khác, con đang ở máy của bố con. Cô đợi con vào cái máy Con kia. thiết kế máy nào mà con chia sẻ được màn hình cho cô nhé. Rồi, Việt Phúc mở phần mềm thiết kế ra nhé. Con mở được phần mềm thiết kế chưa Phúc? Con thương cô là con ao cái máy này, con vào máy khác. Máy nào mà tí con chia sẻ được màn hình cho cô ấy. Ai thiết kế cho mình á? Chị ơi, ai thiết kế cho em đấy hả? Chị ơi, ai thiết kế cho nào, mình Việt Phúc mở phần mềm thiết kế nhá. Chúng ta sẽ thiết kế nhá. Chúng sang ta buổi sẽ số 8, thiết kế sang về buổi ngôi số 8 nhà thiết kế về ngôi mà nhà em mơ ước. mà em mơ ước. Cô sẽ gửi lại cái Cô đường sẽ gửi link ở lại cái trong đường link chat. ở trong chat. Việt Phúc Con mở thương cho cô cô ở là đường tự link đấy thiết nhá. kế hay là gì ạ cô? Cô gửi Cô đường gửi link đường danh link sách danh các sách chi tiết mà tiết chúng mà ta chúng cần ta dùng để cần thiết kế dùng mô để hình thiết buổi hôm kế mô nay. hình của hôm nay. Con kiểm Con tra kiểm tra tin nhắn trong tin cuộc nhắn chat cho cô chat nhé. cho cô nhé. Cô ơi, Con nói đi. con nói đi. Con thương cô là tự thiết kế hay gì ạ cô? Đây, cô đang Đây, hướng cô dẫn thiết đang hướng kế dẫn thiết đây. kế đây. Tự thiết kế hay là tự thiết kế cái Không, nhà của không. mình ạ? Chúng ta có mô Chúng ta hình, có mô có các hình, bước hướng có dẫn. các bước hướng dẫn. Việt Phúc Việt Phúc sẽ mở sẽ cho mở cho cô cô đăng nhập đăng vào nhập hệ vào sinh thái sinh thái Via Robot. Viadobot Và và chúng chúng ta ta mở mở bài bài 8 8 cho cho cô. cô. Hôm nay Hôm nay Việt Việt Phúc Phúc vào vào hơi hơi muộn muộn này. này, Cần cần một một tiếng, tiếng học cần một tiếng tiếng rồi rồi con con mới mới vào. vào. Vâng. Đưa anh đến bước số mấy rồi hả con? Đến Bước giờ 2. Đối với mô hình này, Đối các bạn với mô hình sẽ này, các bạn cảm thấy sẽ các chi tiết của cảm thấy chúng các chi tiết ta của chúng ta hơi lạ lẫm. hơi lạ lẫm. Bởi vì các chi Vì tiết các chi này tiết thì này thì các bạn cũng các ít bạn ít dùng. dùng. Và Và những những chi chi tiết tiết này này thì nằm nằm trong trong nhóm nhóm LDD. LDD. Các bạn nhớ chuyển cho cô sang chế Chế độ độ LDD LDD để để chúng chúng ta ta có có được đầy đầy đủ các đủ linh linh kiện kiện nhé. nhé.
Nếu không mở được bài giảng ra cho con. Trong cái mà tìm kiếm em thấy có ba cái cô không nghe, không nghe được Lâm nói tiếp này. Lâm nói lại đi con. Bước số mấy con? Bước số mấy con? Cái bước mà em đang làm này được cô. Bước số 3. Em thấy trong này nó có ba cái này á, ba cái này cô. Lấy mã nào cô? Ba cái này con lấy mã nào cũng được. À không. Con nhìn nhá. Ở bước số 3 đúng không con? Số 3 đúng không con? Bước số 3 là cái dài nhất đúng không? À cô. Cái dài nhất con đếm cho cô xem nó có mấy cái đinh ở trên. Mấy cái đinh ở trên à? Cái dài nhất bằng 10 cái đinh thì nó sẽ là cái brick 1 x 10. Brick 1 x 10. Mã là 6111. Mã là 611. Có hai cái giống nhau luôn mà cô. Đúng rồi. Con lấy một, tức là trong phần nền thiết kế LED của chúng ta, chúng ta sẽ có các nhóm chi tiết người ta nhóm lại. Con nhìn nhá, nó sẽ có cùng hình dạng này. Rồi có kích thước như nhau. Nhưng mà màu sắc thì có rất nhiều. Con có thể chọn màu mà con muốn nhá. Việt Phúc mở được bài giảng ra cho con ơi. Cô đang thấy máy của Phúc bị dừng này. Con không nghe được con nói này. Con chưa mở được hệ sinh thái ra. Con đăng nhập được chưa? Con đăng nhập được chưa? Con vẫn chưa đăng nhập được, con mới vào được cô. Đăng nhập việc cô. Đăng nhập bằng tài khoản của con hôm trước. Đăng nhập bằng tài khoản cô đã gửi cho con ấy. Cô đã gửi cho con ấy. Website á cô. Đúng rồi. Viedu.vn. Các bạn nhớ các bạn nhớ đường link của đường link của Viedu Bot để chúng ta xuyên lên thái nhá. Thái nhá. Con thương cô là con không biết đăng nhập. Con chia sẻ, con lấy đi, gửi cho cô, xin view đi. Chia sẻ á cô. Con có chia sẻ được màn hình không? Con có chia sẻ được màn hình không? Có. Chia sẻ màn hình đi nào. Đây. Cô thấy không cô? Đó, con login nào. Đúng rồi, con login đi. Tắt cô để con đúng chưa? Rồi vào Minecraft. Thiết kế Lego trung cấp. Chọn cho cô buổi 8 nhá. Thank you.
Rồi các bạn rồi, gặp phải gặp gì bảo luôn nhá, để cô hỗ trợ nhá. Đức Anh đang anh đang bước con. Cô ơi, cái bước này em làm nó bị cô đây. Cô đây. Cái bước này em làm nó bị lệch cô. Rồi em chia sẻ màn hình đi. Này nó phải sang này chứ. Rồi bây giờ nhá. Bây giờ em nhìn này. Ở bước số 3 thì chúng ta sẽ nhìn cho cô chi tiết mà con lấy vừa rồi là brick 1x10 đúng không? Dạ. Yeah. Tuy nhiên cái brick tiếp theo nó là 1x4 thì ở đây cô đang nhìn là hình như con đang để là 1x5. Con kiểm tra lại nhỉ, cái chi tiết phía trên ấy này cô. Không, cái dọc đó, cái đấy không phải để đấy, nó để ra bên ngoài một hàng nào. Con nhìn nhá, nó đặt lên tiếp đó, chính xác là con đặt cái kia vào. Đúng chưa? Dạ. Đấy, thế nên trong quá trình thiết kế thì các con nhớ là chúng ta để ý thật kỹ. Thứ nhất là lấy đúng chi tiết, thứ hai là đặt đúng vị trí. Chính xác từ bước 1 thì việc thiết kế của các con sẽ rất là nhanh. Nguyễn Phúc mở được bài giảng cho con. Rồi khi theo là cái nhỏ nhỏ là bấm mã 302 phải không? Em mở được rồi ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi Nguyễn Phúc bắt đầu thiết kế bước số 1 cho cô. Và Nguyễn Phúc mở cho cô trong hộp chat MSG. Cô có gửi đường link danh sách các chi tiết cần dùng. Con hãy ấn vào đường link này để xem danh sách nhé. Hoàng Nam ơi, Hoàng Nam bật cam lên cho cô nè. Dạ. Cô gửi lại cái phần xem danh sách đồ ấy, cô gửi lại vào phần ô chat của con. À quên, rồi. Cô gửi lại vào phần Zalo của con. Rồi cô gửi vào Zalo. Dạ cô. Rồi Hoàng Nam bây giờ đang làm gì đây con? Dạ con nãy giờ không nên lắm. Bây giờ cũng tìm cái thuyền mà cô muốn để lên cái hạt nước mà cũng không được luôn cô ơi. Chúng tôi chỉ đang thiết kế thuyền. Thuyền tôi chỉ đá này không đặt lên được cô ơi. Thuyền này không có đặt lên được sao vậy cô ơi? À, Hoàng Nam đã thiết kế thêm một số các ngôi nhà. Cô phải là bước số 5 là mình làm thêm 2 tầng hay 1 tầng cô? Bước số 5. Như là làm thêm 2 tầng cô. Ừ, đúng rồi. Cái tầng này nó y hệt như tầng 1. Con có thể sao chép các chi tiết ở tầng 1 lên tầng 3. Đấy, Hoàng Nam đang xây dựng thêm đúng rồi, các đường phố này. Xung quanh đúng không? Xung quanh đúng không? Đây là một thành phố ven biển. Đây là một thành phố ven biển. Hoàng Nam vẫn thiết kế thêm cây cối cho cô nhá. Chúng ta hơi ít cây. Cô ơi, cô. Cô đây ạ. À? Cái bước một cái phần thiết kế ngôi nhà ấy cô, sao con không thấy cái gì nhở? Cái phần của nó là cô, cái phần mà cái tấm to. Vâng, cái phần tấm thảm ấy cô. Tấm thảm. Đến Việt Phúc đã nhận được cái đường link cô gửi chưa? Nhận rồi, nhưng con không thể nào trong đấy. Đó chính là cái plate 16x16. Phúc sẽ phải kéo 2 tấm như thế cho cô. 16 phải kéo nhá. Cái plate 16x16. Plate 16x16 có mã. Nó có mã.
là gì hả cô? 91105. Thì Phúc sẽ lấy cho cô hai chữ tiếp theo thế và ghép với nhau. Chín mấy hả cô? 91105. Đây cô ơi, mới vừa làm thêm cái xe chạy trên đường nè cô. Đây, nhìn nó sinh động hơn rồi đúng không? Dạ. Đây, bây giờ cây nào? Cây ở bên đường nào? Cây ơi, cây ơi, cây ơi, cây ơi, ra đây đừng trốn. Anh bắt nhìn đây nè. Đây là bạn Hoàng Nam, bạn ấy đã thiết kế cho chủ đề khóa. Khóa. Còn các bạn Cô nói lại con, tại vì cái máy của cô sao con cô đây ạ? Con cứ cô nghe thấy máy cô cứ nói hai tiếng ấy cô, tức là cô mở mic hai cái máy ấy cô, con nghe không rõ. Cô nói lại con mã rồi, con nghe được chưa? Rồi ạ. Mã 91405. Ô, con thương cô, tại sao là tấm màu đỏ cô? Đó, đâu tấm màu gì cũng được mà. Phúc chia sẻ màn hình cho cô nè. Thôi con biết ấy ạ. Đức Anh đến bước số mấy rồi con? Con đến bước số 7 rồi ạ. Rồi, rất tốt. Đức Anh có kỹ năng thiết kế rất tiến bộ nhá. Con thưa cô, nhìn cái trục dài với cả... con tìm được. Con nhớ lấy đúng chi tiết và nhớ quan sát chính xác vị trí đặt nhá. Xem nó đặt ở vị trí hàng số mấy. Cái bước kia, cái chỗ mà cái đèn chỗ này cũng thêm hai cái thôi không cô? Ở bước số mấy hả con? Bước em đang làm xoay thêm hai cái tầng là cái đèn ngoài góc là cũng xoay thêm mà cô, hai tầng luôn rồi cô. Con chia sẻ màn hình đi, bởi vì hiện tại là Hoàng Nam đang chia sẻ. Cái này xoay lên hai tầng. À. Rồi, bây giờ cái đấy là chúng ta có, em đang ở bước đấy là mấy tầng nhỉ? Đang bước đấy là mấy tầng rồi? 3 tầng thôi, em sai 3 tầng. 3 tầng, chúng ta có... chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 tầng tất cả nhá. Tuy nhiên là ở bước 4 tầng nhá, 4 tầng là chúng ta sẽ cho le nhau. Ví dụ như tầng 1 và tầng 3 sẽ giống nhau. Tầng 2 và tầng 4 giống nhau. Lên tầng 5
và tầng 6. Thì con xem lại kỹ cho cô. Nó sẽ có một số vị trí là thay đổi. Dạ. Thế nên ở cái phần thiết kế này, để dễ quan sát, thì con có thể tạo cho mình mỗi cái tầng như thế là một màu và sẽ để so le nhau, thì con sẽ dễ để con nhìn hơn nhá. Cô mỗi màu khác nhau cô. Đây con có thể tạo ra như cô nhá, cô chia sẻ màn hình này. Cô Linh ơi, cô Linh, cô chia sẻ cho cô Linh được không? Con chia sẻ đi. Cô, cây này cô. Đấy, cây to hơn rồi đấy. Cây dừa cô. Chính xác rồi. Cây dừa cô ơi. Ừ. Đấy. Đúng rồi đấy, thằng Nam. Nhưng cái dừa nó rụng. Thằng Nam tạo cho cô thật nhiều cây dừa vào. Nhưng mà nó nhưng mà người ta đi hết, bị chặt hết mấy cây dừa cô ơi. Nào tạo nhiều cây cho cô nhá. Cô ơi. Cô đây ạ. Cô. Con thương cô là cái phần gì ấy nhỉ? Cái phần số 2 cái gì? Con thương cô là cái phần số 1 hay số 2? À con thương cô là cái phần số 1 ấy. À, bước số 1 à? Không, con thương cô bước số 2. Bước số 2 cái màu xám xám với 1 2 2 hai cái gì ấy nhở, hai cái màu xám dài dài đúng không? Vâng, với cả một cái màu xám xám có hai nữa của cái con chưa tìm được mã của nó à? Vâng, ba rồi. Cái hai cái cơ. Ừ. Một là cái xám dài xám nhất nhá, xám xám dài dài của rồi cái xám dài nhất nó à, có mã là 4162. Cái khác cơ, cái xám bé nhất cô ạ. Xám bé nhất có mã là 3069. 3069. Con nhìn ở trong cái con thương cô, con lấy 3069 rồi nhưng nó không đúng màu của con. Con chia sẻ màn hình đi Phúc. Cô như em làm bước 1, bước 2 sai rồi cô. Rồi chia sẻ màn hình nhá để cô xem cho. Yeah. Đây ạ. Bạn Phúc ơi, Phúc chia sẻ cho cô xem Phúc là đúng. Rồi Phúc vào view nào. View. View cô. Phúc chọn cho cô LDD đi. Vào view nào. View. Con nhìn thấy chữ view ở gần yeah. Ở trên cái thanh công cụ ấy. Đúng rồi. Đây. Ừ. Con thương cô với cả hai cái trục và cái bé nhất ấy cô, bé nhất mà nó cũng bằng cái vừa nãy con ấy cô. Cái tam giác đúng không? Vâng. Cái tam giác con nhìn trong danh sách cô gửi cho con đấy. Không, ý con nó là có cái nhọt một ấy cô, cái dài dài nhọt một ấy cô. Nhọn, nó nhọn hay là nó có các cái đường đừng kể. Con thương cô là cái mà kéo lên xuống ấy cô. Con chia sẻ đi, con chia sẻ vào cái slide của con cao đi. Ấy cô. Con quay vào slide nào. Slide bài giảng đâu? Con quay vào đi. Đây à? Rồi con chỉ cho cô cái chi tiết mà con đang cần. Không, con không thấy cô. Con đang hỏi bước số 3, bước số 2 đúng không? Wow. Bước số 2 hiện tại là con đã tìm được hai chi tiết rồi. Con còn hai chi tiết còn lại, đúng không? À đây, con thấy rồi, con. Đây, 50746. Rồi. Bạn Bảo Long chia sẻ lại màn hình cho cô nhá. Cô xem là Bảo Long sai ở đâu nhá. Em mới sửa lại rồi cô. Rồi. Được rồi đúng không con? Dạ. Yeah.
đúng. Ở 50746. Ờ. Con phải tìm gõ hết chứ, Phúc. Gõ đủ 50746. 50746 ở ha. Ừ, cô thấy con gõ là đúng đâu? 50746. Đây rồi. Con nhớ chiều nhá. Chiều xoay về hướng nào? Rồi, còn một cái nữa thì phải cô ạ. Ừ, một cái nữa. Con nhìn sang danh sách đi. Nhưng con không nhìn rõ cô ạ. À, con rõ rồi. Con nhưng mà con nhìn thấy nó rồi nhưng con không biết mã nó là gì. Mã của nó là 2412. 2412. Đấy quá. 2 4. Màu gì ấy nhở? Con lấy màu gì cũng được nhá. Màu gì để cho con dễ nhìn. Con cứ thiết kế lên. Xong tí nữa chúng ta xong ngôi nhà rồi, con không thích thì con vẫn đổi màu được nhá. Vâng. Ủa? Ở đây các con nhớ là có những chi tiết mà chúng ta thấy là nó giống. Các bạn cứ sao chép đi. Xong tí nữa mình đổi màu sau nhá. Cái nào là chúng ta nhớ là nãy giờ chúng ta dùng rồi thì tí nữa ở những con sau. Cô là con làm mất dùng. Hệ sinh thái với Dubot rồi. Con đăng nhập lại thôi. Ôi, cô xem thử làm đúng không nha, em rối quá. Ừ, em chia sẻ màn hình đi. Cái này đúng được rồi. Bây giờ nha, Bảo Long sẽ đổi cho cô màu sắc một chút nào. Ấn vào đổi màu sắc nào. Con nở công cụ Paint Tool không? Cái thùng sơn. Đúng rồi. Chọn cho cô ở đây là hàng thứ hai đi. Ở đây mới làm hai hàng đúng không? Chọn cho cô màu khác đi nào. Ví dụ màu nâu đậm đi. Màu đấy cũng được. Rồi tiếp, tất cả đổi cho cô. Cái trên. Đó, cái đấy. Em đổi màu khác nhé. Màu tím. Rồi, đấy tiếp tục đổi cho cô. Với chúng ta có cái sự tương phản màu. Thì... quan sát thì dễ hơn. Bây giờ chúng ta cứ tạo ra các màu khác nhau để chúng ta quan sát theo từng tầng đã. Thì đã xong, các con muốn đổi lại về cùng một màu thì chúng ta lại đổi sau. Như này thì Bảo Long, con nhìn thấy là con quan sát dễ hơn đúng không? Việt Phúc và Đức Anh cũng thế nhá. Nếu như con nhìn thấy một màu con khó quan sát. Không, con chỉ đổi hàng trên thôi. Con giữ ở dưới đi. Con chỉ cần đổi một hàng thôi. Rồi, bây giờ hàng thứ ba nhá. Tầng thứ ba này. Tầng thứ ba thì Bảo Long sẽ sao chép toàn bộ cái tầng 1 đặt lên cho cô. Toàn bộ cái tầng 1. Con thương cô là... Đúng rồi. Con thương cô là... gì nhỉ? 3004. Này, đúng rồi, đúng rồi Bảo Long. Rồi đến tầng 4 thì con lại sao chép toàn bộ cái tầng 2 lên nhá. 3004.
Màu khác không? Thức anh con đến bước số mấy rồi con? Con đến bước số 8 rồi ạ. Rất tốt. Khi nào hoàn thiện mô hình này thì Bảo Lâm sẽ đổi lại các màu sắc cho cô. Nhìn cho đẹp nhá. Rồi, bây giờ đến bước số 5 này. À, tầng số 5 này. Bảo Long nhìn lại cho cô nhá. Tầng 5 thì sao? Rồi ở tầng số 5 thì Bảo Long nhìn cho cô nhá. Cơ bản thì nó vẫn giống như tầng 3. Đúng không? Dạ không không. Nhưng mà ở phía này không không. Ở phía ngoài này thì Bảo Long sẽ chỉ lấy cái plate thôi, nó không phải là brick. Brick thì nó sẽ có, nó dày hơn. Còn plate thì nó chỉ có một lớp. Gần như con sao chép ở tầng số 3 đây. Không. Là tầng số 5 xong tầng số 3 rồi. Đúng rồi, tầng số 3 con làm rồi. Ừ. Tầng số 5 luôn. Tự làm thôi cô, tầng số 5 mà tự làm thôi. Wow. Tầng số 5 không nó giống đấy. Thì có ở phía trước này là nó khác thôi. Còn phía sau là nó giống. Mời. Con nhìn nhá. Ở tầng số 3 thì thay vì con dùng brick 1x4 lúc nãy thì bây giờ con dùng brick 1x08. Ba không không thì là con có làm được không? Thì nhớ là con làm thì con làm hơi khó. Đâu cái này cô cũng vẫn làm. Mấy kia thì con làm được. Ba thấy cũng dễ mà. Tầng số 5 tự làm hay làm giống tầng số nào? Rồi. Tầng số 5 nhá, tầng số 5 thì con để ý nhá. Mình sẽ lấy con đẹp đấy. Một nhân ba. Đấy. Cô sửa cái bài mà làm nhà gara để xe không cô? Sao con bấm như trò chơi không có được cô ơi? Cái gì à? Sao con bấm như trò chơi bức tranh bí ẩn mà, bài bảy mà sao không được? Cô biết. Cô đang tránh ra, cô đang đến đây. Cái phần trò chơi nhá. Trò chơi mình sẽ chơi sau nhá. Các thầy cô đang nâng cấp hệ thống nhá, Nam. Tầng số 5 bàn nộp bài cho cô ở mục nộp bài thực hành ấy. Trò chơi khi nào chơi được thì cô sẽ nhắn các bạn để các bạn vào hoàn thành cho cô cái hoạt động này.
Bảo Long nhá, Bảo Long nhìn cho cô này. Bắt đầu từ mình sẽ tạo ra cho mình một cái quy tắc để mình dễ theo dõi. Ví dụ con muốn thiết kế từ trái sang phải hay là từ phải sang trái, mình sẽ đi theo một chiều thôi. Vậy thì Bảo Long sẽ nhìn kỹ cho cô. Nếu như con muốn thiết kế từ phải sang trái thì xem ở phía bên phải con sẽ bắt đầu ở vị trí nào và chúng ta cần dùng gạch gì. Đây cô. Rồi tầng 5 nào. Tầng 5 mình sẽ cần vị trí đấy. Con sẽ đặt brick 1x2. 1x2 con có ở dưới rồi. Con chỉ cần sao chép thôi. Con tạo lấy một cái brick 1x2 nào. Rồi. Con đặt phía trong. Nhớ sao chép nhá, chứ không phải lấy cái đấy nhá. Không, con đặt bên trong. Dịch vào sâu nào. Nữa. Nữa. Một hàng nữa. Rồi con dừng. Rồi bây giờ con sẽ tìm cho cô plate 1x2. Cô bên này mà đúng cô. Không, con đặt vào chứ. Đặt vị trí như cô chỉ vừa rồi là đúng rồi đấy. Này cô. Đúng rồi ạ. Rồi bây giờ con tìm cho cô plate 1x2. Nó là một cái tấm mỏng có hai cái đinh. Nó có mã là 3023. Việt Phúc ơi, Việt Phúc đến bước số mấy rồi con? Cái này đúng không cô? Đúng rồi ạ. Giờ gắn đây rồi cô. Rồi con gắn lùi vào nhá. Đấn sát về cái màu nâu kia. Đúng rồi. Rồi tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Đến cái vị trí tiếp theo. Bây giờ Bảo Lâm sẽ nhìn thấy nhá. Là chúng ta sẽ cần tiếp brick 1x2. Thì con lại sao chép cái brick 1x2 con đặt sang. Cái này là cái này cô. Đúng rồi, con sao chép đi. Cái này là cô. Không, brick. Brick là cái tấm dày nhá. Cái này còn, đúng rồi. Không, con đặt sang phía tiếp, phía đằng sau này. Mình sẽ thiết kế đi ra sau mà. Bảo Long đi kéo ra phía sau. Đặt lên cái tím ấy. Đó. Đặt lên cái màu tím. Yeah. Rồi. Tiếp lấy cho cô. Sao chép cho cô brick 1x3 nào. Này à, cô. Đúng rồi. Mình đặt vào nhá. Thì nó con đổi màu sau nhá. Rồi bây giờ con lại sao chép cho cô brick 1x10. Con đặt lên đi. Đấy. Chúng ta cứ đi theo một chiều thì chúng ta kiểm soát được cái tốc độ của mình. Con đặt lên nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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 10
bên này thì cái này thì con chỉ đặt brick 1x3 thôi Bảo Long ạ, không phải là 1x4 đâu. Con sao chép cái brick 1x3 nhá. Sao chép đã. Rồi tiếp theo con đặt tiếp. Đùi cho con rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy brick 1x8. Ôi trời. Hay. 1x8 nhá. 1x8. Cái đấy là 1x10 rồi. Con chỉ lấy cái 1x8 thôi. 1x8 thì Bảo Long tìm lại mãi thôi con à. Brick 1x8 nó sẽ có mã là 3008.
Đức Anh gần xong cho con. Ăn đây à cô? Đúng rồi ạ. Rồi bên kia thì con lại sao chép cái plate 1 x 2 kia sang nhá. Sao chép? Rồi như thế là con đã bây giờ thêm cái cửa đúng không? Con xem cửa là mã số mấy. Cửa là mã số. Cửa là mã số 3861 rồi. Đúng rồi. Phúc đến bước số mấy rồi con? Cô ơi, cô, hai cái dài nhất là mã số gì hả cô? Con hai cái dài nhất là mã số mấy hả cô? Con đang hỏi cô bước số mấy? Con bước số 4 đó. Bước số 4. Hai cái dài nhất đấy cô. Hai cái dài nhất đúng không? Nó có mã là 6111. 6111. Đó là brick 1 x 10. Bây giờ bảo là ông sẽ xây tiếp cho cô tầng 6 nhé. Em chết tạm phí của cô. Sao hả? Em làm bước số 8 rồi. Em bước số 8 rồi. Bước số 8 gì? Em nhìn em lại tiếp tục thiết kế từ trái sang phải tiếp. Bắt đầu con xem cô cái tròn tròn là gì? Cô cái tròn tròn 1/8. Rồi bắt đầu từ brick 1x1 nhá. Con thân cô cái tròn tròn màu xám xám là gì hả cô? Tròn xám, để cô xem nào. Nó có mã là 3062. 3062. Đức Anh xong cho con. Là con đến con mời đến bước bước 9 thôi ạ. Đến bước 9. Con đặt mực vào chưa? Các chi tiết này với mô hình này gần như là các chi tiết các bạn sẽ thấy rất là lạ, các bạn đang ít dùng. Bảo Long ơi, đặt ở trên cái brick 1x2 ở dưới ấy. Con thương cô, con tự lắp theo con được không cô? Tại vì con tự lắp theo thì nó lắp khó cô. Không, mình phải lắp theo mô hình. Bởi vì xong con không thích chọn mấy cái mảnh ghép rồi cô. Có chứ. Con thích sáng tạo thêm. Con thích tự chọn mình ghép theo mình cơ cô ạ. Tại vì nó con kìm nó còng hết cả lưng con.
Đấy là cô còn cho danh sách để chúng ta nhìn vào, chúng ta gõ mã linh kiện để dễ tìm kiếm rồi nhá. Chúng ta không phải đi tìm mở các nhóm chi tiết ở bên cạnh, phải sổ ra từng cái một để đi tìm, rất là mất thời gian. Nên là cô đã cung cấp cho các bạn linh kiện rồi, chịu khó nhìn vào cái mã để chúng ta search được hơn. Con thằng cô cái bước số 4 con vẫn chưa lắp. Rồi. Cái chi tiết dài nhất chưa? À đâu? Cô ơi, cái mà một này gấp lắp đầu cô. Cái gì con? Cái lắp đầu cô. Cái lắp ở trên cái màu nâu ấy. À, cái này cô. Dịch ra một hàng. Đúng rồi. Bây giờ Bảo Long lấy tiếp brick 1x8. Cô như bên này còn em sao chép bên này. 1x8. Brick 1x8 thì có sao chép luôn. Con đặt cái này à cô? Đúng rồi. Có sao chép cái đấy. Xong. Con đặt tiếp thôi. Cô tìm được đủ các chi tiết của bước số 4 chưa? Anh hai đặt vào chỗ nào phải không? Đặt vào chỗ này phải không cô? Đúng rồi ạ. Cái cả này không đặt cái gì luôn. Cả bên dạ. Kia nữa. Ui, anh hai thiết kế nhà rồi. Anh hai đặt sai rồi kìa. Con sao chép sang phía bên này luôn nhá. Đây luôn hả cô? Đúng rồi. Cô nhìn được của anh hai à? Con đang chia sẻ. Rồi bây giờ tiếp theo, chi tiết này là chi tiết con đã dùng ở góc ở tầng thứ 2 và tầng thứ 4. Con có thể sao chép cái chi tiết này ở tầng 2 nào? Ở tầng 2 con nhìn thấy chi tiết ở góc không? Cái này phải không cô? Cái cậu không, ở góc bên trong, góc phía sau á. Này con nhìn Dương ở phần góc không? Góc của ngôi nhà ở đâu nhỉ? Là chỗ tiếp giáp của hai cái mặt. Đây đúng không cô? Không. Con di chuyển ra cái góc phía sau đi. Tầng 2. Phía sau nào. Rồi con nhìn thấy chi tiết đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Đấy là góc nhá. Dạ. Bạn Bảo Lâm nhìn đấy là góc nhà nhá. Sao chép cho cô chi tiết đấy và đặt lên nào? Nào. À, nãy Bảo Long không lấy chi tiết góc mà vô Bảo Long lấy gạch đôi à? Cái này nhỉ? Là Bảo Long đặt vào cô xem nào. Cái này đi. Đặt vào đi. Rồi, bây giờ Bảo Long nhá. Ở bước này là Bảo Long đang lấy chi tiết khác rồi. Bảo Long xuất cho cô mã này này. Cô đọc mã nhá. Dạ. 2357. 2357. Thôi cô. Con lấy chi tiết này nào. Và con xoay con đặt vào cái góc này cho cô. Con xóa cái chi tiết vừa rồi đi. Cái màu nâu á. Rồi con đặt cái góc vừa rồi vào. Cô chào cho cha cha. Rồi đúng không cô? Rồi. Con sao chép cho cô cái đấy đặt ở góc bên kia luôn. Con xoay đã. Xoay chi tiết này nè. Đặt lệch rồi. Con để hướng khác đi, để con nhìn nó dễ. Anh làm được gì anh?
Tao bỏi quá anh ơi. Bạn Nam đã xong chưa? Dạ, dạ cô ơi. Cái này. Rồi tiếp theo. Nào, Bảo Long sẽ quay hướng từ sau ra trước đi. Thì con sẽ dễ quan sát để con đặt đúng hơn. Bảo Long quay hướng khác đi con. Quay đi hướng khác. Rồi. Được rồi nhá. Bây giờ Bảo Long sẽ sao chép cho cô cái flat 1x8, cái màu xám đầu tiên mà con đặt ở trên cái tấm bay. Này à? Cái này chưa? Cái màu xám mà con đang để trên tấm bay. Con thấy cái tấm màu xám mà con thiết kế từ bước số 2 không? Con nhớ chi tiết mà con thiết kế bước số 2. Cái này phải không? Cái này phải không? Đúng rồi. Sao cô? Cái hình tam giác không cô? Rồi bây giờ đặt lên nhá, đặt ở phía sau nhá. Sao chép và đặt phía sau. Không. Cái tấm dài mà. Cái flat 1x8. Giờ cái này đúng không? Học xong chưa cô ơi, cô muốn ao qua cô ơi. Ờ, Hoàng Nam có thể thoát ra nhá, Hoàng Nam có cần cô hỗ trợ. Cô ơi, cô nhớ. Hoàng Nam thoát ra đi. Cô ơi, cô nhớ kêu mấy anh mấy bạn hết là bấm nhúc cái chỗ mà gần cái hình ngôi nhà. Bấm liên tục chứ không là mình cứ bấm là xong là mình là tự nhiên tắt, tự tắt cái thiết kế Lego là mình phải làm lại cô ơi. À, cô cảm ơn Hoàng Nam nhá. Bye bye cô. Hoàng Nam. Ừ, cô chào con.